Triển lãm mang tên Robert Frank Unseen của nhiếp ảnh gia Robert Frank đã được lên kế hoạch diễn ra tại phòng trưng bày CO. Tuy nhiên, ông đã bất ngờ qua đời vào ngày 9 tháng 9 vừa qua ở tuổi 94. Buổi triển lãm lại biến thành một sự kiện tưởng nhớ ông, một trong những nhiếp ảnh gia có sức ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông là người có phong cách biểu cảm trực quan và mang đậm tính cá nhân. Phong cách của Frank là dấu mốc trong việc thay đổi tiến trình chụp ảnh tư liệu. Frank mang đến một cái nhìn mới về đất nước, nhưng đặc biệt là những bức ảnh chung cảnh. Ông ấy sử dụng nó để thể hiện khái niệm chủ quan và biểu cảm riêng của mình. Tôi nghĩ rằng đây là điều khiến ông ấy trở nên rất quan trọng trong lịch sử nhiếp ảnh. Frank sinh tại Thụy Sĩ và năm 23 tuổi ông tới New York với tư cách là một người tị nạn nghệ thuật. Ông coi mình là người không đem lại giá trị gì nhiều cho đất nước mình. Ông được biết tới nhiều nhất qua cuốn sách đầy tính đột phá The Americans, một tác phẩm tuyệt vời gồm những bức ảnh đen trắng được chụp từ những chuyến đi xuyên quốc gia từ giữa thập kỷ 50 và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1958. Triển lãm Robert Frank Unseen dự kiến diễn ra từ nay đến hết tháng 11 tới.